hội nơi đồng chí trực tiếp sinh hoạt. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Văn Linh thay mặt cho chi hội lên đặt vòng hoa và thắp nhang kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các vị đại biểu, tân khách cùng toàn thể nhân dân, đồng chí Phạm Thị Chuốt sinh quán tại xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Năm 1949, khi 20 tuổi, đồng chí tham gia phong trào du kích trong thời kỳ chống Pháp, tham gia nhiều trận chống đàn, phá bốt sau khi xây dựng gia đình và sinh sống tại địa phương. Đồng chí đã vận động các thế hệ chồng con có nhiều đóng góp qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng chí có chồng là bộ đội chống Pháp bị định bắt tù đầy. Hầu hết các con trai, con gái đều nhập ngũ và phục vụ trong quân đội qua các thời kỳ. Sau khi trở về địa phương đều tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội cựu chiến binh và cựu quân nhân. Ghi nhận những đóng góp của đồng chí, Đảng Nhà nước đã tặng thưởng đồng chí huy chương kháng chiến hạng 2, được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng kỷ niệm trương. Hôm nay, trong niềm tiếc thương vô hạn, chúng tôi xin chuyển tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất và kính chúc đồng chí an thức hàn thu. Giờ phút chia ly vĩnh biệt, không biết nói gì hơn. Một vòng hoa thắm, một nắm nhang thơm và cuối cùng là một phút tưởng niệm để vĩnh biệt đồng chí Phạm Thị Chuốt. Tôi đề nghị tất cả các đồng chí trong đoàn có mặt hãy để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Và kính viếng đồng chí Phạm Thị Chuốt của tổ chức hội cựu chiến binh đến đây kết thúc. Sau đây đề nghị các chí trong tổ quân kỳ chứng minh vị trí để ban tổ chức lễ tang của đồng chí tiếp tục điều hành buổi lễ truy điệu. Trên quê hương của làng xã, quê hương nhà sẽ thể tìm về chân linh sạc của cổ để rồi trọng thể điều hành nghi lễ truy điệu. Xin kính mời một vị đại biểu đại diện cho ban tổ chức tang lễ cơ sở lên trọng thể điều hành nghi lễ truy điệu. Kính nhân đưa linh cốt của cổ hôm nay xin trân trọng kính mời. Xin kính mời toàn thể anh chị em con cháu trong gia tang ta tập trung vào để làm lễ truy điệu cho cụ. Xin kính mời toàn thể nhân dân chúng ta tập trung vào khu vực tang gia để chúng ta làm lễ tổ chức truy điệu cho cụ. Xin kính mời đội cảnh chống cử ra vào cảnh chống. Thank you.
xin kính mời một vị đại diện cho gia đình lên thắp nhang. Cùng toàn thể gia tăng quần giáo toàn người cao trên 2 mét giữa lớp nhân dân thôn nhà đang tích cực khẩn trương thu hoạch vụ chiêu xuân 2023 thì nhận được tin buồn. Cụ Phạm Thị Chuốt sinh năm 1929, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hội viên Hội người cao tuổi Việt Nam. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, song vì cụ tuổi cao sức yếu, cụ đã không qua khỏi. Cụ từ trần vào hồi 15:55 ngày 30 tháng 5, tức ngày 12 tháng 4 năm Quý Mão, cụ hưởng thọ 95 tuổi. Trong giờ phút đau thương này, có mặt trong buổi tổ chức tang lễ hôm nay, có đông đủ ban tổ chức lễ tang, các ban ngành đoàn thể trong thôn, họ hàng nội ngoại gần xa, các gia đình thông gia, liên gia, thân bằng cố hữu cùng toàn thể nhân dân. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Chu Văn Phương, Phó Bí thư chi bộ, Phó thôn, Phó ban tổ chức lễ tang lên thắp nhang. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Đào Thị Nguyệm, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi lên thắp nhang. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Tuấn, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh lên thắp nhang. Lên đàng, lên. Tôi xin trân trọng giới thiệu bà Chu Thị Lới, chi hội trưởng chi hội phụ nữ lên thắp nhang. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho chi hội nông dân lên thắp nhang. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Trung Văn Thắng, Bí thư chi đoàn Thanh Nguyên lên thắp nhang. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Thăng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban tổ chức lễ tang lên thắp nhang và đọc lời điếu vĩnh biệt cụ. Kính thưa hương hồn cụ Phạm Thị Chuốt, kính thưa gia đình thắp hương, kính thưa các vị đại biểu.